Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bé Út Chibi. Và video ngày hôm nay chị xin được giới thiệu với các em những cái vòng tay kiểu mới mà shop chị vừa mới nhập về. Rất là dễ thương luôn nha, xin mời các em cùng xem. Còn bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ là xin phép ba mẹ trước khi gọi đặt hàng, gọi trực tiếp 0937899707 nha. Đầu tiên thì sẽ là vòng tay con giáp nha các em. Vòng tay con giáp thì ví dụ như là tụi các em tuổi con ngựa này ha, thì sẽ là có vòng con ngựa. Rồi con trâu, đây là có hình con trâu. Rồi đến là con rắn nè. Đó, rồi con dê. Con này là con chó nè mấy em. Đó, chó rất là dễ thương. Con chuột. Con rồng. Con gà. Bữa hôm là có đầy đủ hết các con, nhưng mà chị mới bán mấy con rồi, cho nên là giờ chỉ còn có mấy con này thôi nha mấy em. Đó, vòng tay con giáp nha, đeo rất là dễ thương. Đó, bạn nào tuổi con nào thì mình có thể là đeo con đó lên nha, rất là dễ thương luôn các em. Nè, nó giãn ha. Đó, đó, nó sẽ toàn tan như thế này nè. Thấy không? Đây, các em thấy nè ha. Đó, đen bóng luôn nha, đen bóng luôn. Và tất cả đó là chị đều bán theo cặp nha. Còn nếu như bán lẻ thì chị sẽ bán là 15.000 đồng một chiếc. Còn các em mua một cặp thì chỉ có 25.000 ha. Thì nếu như mua cứ cái nào cũng vậy hết á, lẻ thì là 15.000 một cái, còn mà mua cặp thì là chỉ có 25.000 đồng một cặp hai cái nha. Thì mẫu thứ nhất mẫu thứ nhất đó là vòng màu đen này ha. Vòng màu đen có hình của con giáp và những con giáp chị vừa mới giới thiệu với các em á nha. Tiếp theo thì sẽ là cái vòng hình nè ha. Đây là hình gì đây các em nè? Rất là nhiều hình luôn ha. Vòng đai ông tay á, rất là nhiều hình. Bán lẻ thì là 15 nha. Này thì là I love you nè. Giống như là lớp á, không phải là cứ là anh yêu em nha, nhưng mà thí dụ mình thích bạn gái cũng được nữa, là mình yêu cái bạn đó, hoặc là mình yêu ba mẹ mình, mình yêu anh em, chị em gì cũng là yêu nha mấy em. Đó, một trái tim. Đây, rất là đẹp. Wow, lá may mắn nữa nè ha. Rất là dễ thương nha mấy em. Đó, một cái hình như vậy thì nó sẽ có hai mặt khác nhau, đúng không? Nó sẽ có là hai mặt khác nhau, rất là dễ thương ha. Mình có thể có bạn thân á, thì mình sẽ mua cho mình một cái và bạn thân của mình một cái. Là một cặp như vậy thì là 25.000 nha. Một cặp như thế này thì 25. Còn nếu như các em mà mua một cái thì là 15.000. Đây, một cặp thì cũng là 25.000 ha, tùy theo các em chọn. Tiếp theo thì là loại chuông có cái lục lạc nè ha. Đó, nó kêu rất là vui tay luôn. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Mời anh sai, mời anh sai. Em muốn ăn bún năm ba phần, em muốn ăn bún năm ba phần. Xin mời vô. Đó, rất là dễ thương nha. Và cái chùm lục lạc này thì cũng y như vậy luôn nha mấy em. Bán lẻ thì 15.000 một cái. Nếu như các em mua một cặp thì sẽ chỉ còn là chỉ còn là bao nhiêu quên rồi, 25.000 đồng thôi nha. Rất là dễ thương luôn. À, nó còn có cái mẫu này nữa nè nha. Đó, bé chuột và bé Hello Kitty nữa. Đó, chung một bộ sưu tập luôn, rất là dễ thương. Ê ha, để cho các em xem lại nè. Hình heo Peppa Pig nè, chú ếch nè, Disney túi tiền nè, chuột nè, Hello Kitty nè, Minion nè. Đó, rất là dễ thương luôn nha. Ten. Còn đây thì là vòng tay pha lê kim cương sắc màu ha. Đó, rất là đẹp luôn. Vẫn có kèm theo một cái chuông nhỏ nè, các em thấy không? Và một hình của bé búp bê nha, đủ màu hết luôn. Đeo vô tay nó sẽ rất là đẹp. Bên đây thì là hoa may mắn và chuông, sao biển và chuông, sao biển luôn. Wow, một thiên thần nè mấy em nha. Đây là thiên thần á. Một chiếc lá may mắn, một chiếc lá, chiếc lá. Ý, có bạn cho con nữa nè. Và một cái gì để mấy em, cái vòng gì mà người ta nói là may mắn á, mà chị cũng không biết tên nữa. Bạn nào biết thì cho chị biết với nha.
rất là dễ thương luôn. Nè các em xem màu sắc của nó nè ha, rất là nhiều màu nha. Một cái vòng như vậy thì nó sẽ có rất là nhiều màu đẹp luôn, long lanh trong suốt nha. Này chị để một vòng cho các em nhìn rõ nè ha. Màu thì nó sẽ có rất là nhiều màu xen kẽ với nhau, màu hồng, màu xanh, màu vàng, mình có thể mặc vừa và vặn phù hợp với tất cả các loại quần áo luôn ha. Rất là xinh nha. Lại còn có cái chuông đồ nè nữa nè ha, rất là đẹp. Cũng 15.000 một cái bán lẻ nha mấy em, còn nếu như mua cặp thì là 25.000. Rất là xinh luôn á. Tèn tèn. Còn đây là một mẫu nữa nha. Mẫu này thì cũng bằng giá luôn. Chị làm một giá cho nó dễ nhớ nha. Đó, chị lấy một giá thôi cho dễ nhớ. Chứ thật ra đó, nếu đúng ra là phải là mắc tiền hơn á. Có những cái nó sẽ mắc tiền hơn, nhưng thôi chị lấy như vậy cho các em cũng dễ nhớ giá ha. Nhiều quá không có nhớ hết. Đây, lá may mắn nè. Cái dòng này á thì nó sẽ có nè, một cái vòng màu ha, một cái vòng kim cương lấp lánh, hai kim cương giả thôi nha mấy em. Kim cương thật là mắc dữ lắm. Đó, và đây là đồ chơi của mình còn nhỏ mà. Thấy không? Rất là lấp lánh nè các em, giờ em xem. Thấy không? Rồi có những cái lá may mắn nữa nè. Có chuông luôn ha. Rất là dễ thương. Có cái dòng thì nó sẽ có cái dòng nhuyễn này nè, màu xanh. Wow, cái này thì là hình đồng tiền nha. Đây thì tím nè và lá nè. Rồi màu hồng, hình ngôi sao, hình tiền, hình lá may mắn. Đó, bao nhiêu đó hình á, rất là dễ thương nha. Và chị có thể lấy một cái để chị đeo thử coi. Đeo thử cho mấy em xem lên tay nó như thế nào nha. Ở đây là nó có cái mắt xích nè, để tùy theo cái tay của các em là lớn hay nhỏ ha, thì mình sẽ xích cho nó vừa với cái tay. Rất là đẹp á. Tay chị cũng thuộc loại tay nhỏ nha mấy em. Đó các em thấy không? Rất là dễ thương nha. Đó. Nó sẽ có những cái ngôi sao nè, rớt rớt như vậy nè ha. Và có cái sự lấp lánh của cái vòng này. Đó. Có cái chuông nữa. Đây xin mời các em hãy ngắm lại một lần nữa với chị nha. Đó. Những cái vòng này ha, nó có những cái hạt đá đó. Nè thấy không? Rất là lấp lánh nha, rất là dễ thương. Dây lẻ là 15.000, còn hai dây thì là 25.000 ha. Đó. Khá hồ chọn mẫu luôn. Tuyệt vời ông mặt trời nha. Bạn nào thích những cái vòng tay này thì nhớ cho shop chị một like nha. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ so sánh nha. À, cho các em dòm lại một lần nữa để cho các em muốn mua thì các em có thể so sánh chọn lựa ha. Chọn lựa các kiểu nào mà các em cảm thấy là các em thích nhất. Đó. Đây, vòng tay này. Vòng tay sắc màu. Vòng tay này thì là vòng tay có kim cương này nha. Có pha lê đi, mình gọi là có pha lê. Rồi, cái này thì là pha lê sắc màu. Ở đây thì là con giáp. Đây ha, các em có thể dòm lại một lần nữa cái vòng mà vòng con giáp đó. Đó, vòng con giáp nè. Nó sẽ có đầy đủ hết các con nha. Những đây bữa hôm chị bán hết mấy con rồi, nó chỉ còn có 1 2 3 4 5 6 7 con à. Ha. Đó, rất là dễ thương luôn. Nha, những cái con vật mà các em xem nè. Người ta làm rất là sắc sảo và rất là đẹp nha. Và quả nhiên là mỗi loại thì nó sẽ có một cái thế mạnh riêng ha.
cái chuông này thì nó sẽ to hơn, cái hình thì nó sẽ nó to hơn, nó dễ thương, và cái dây nó màu đỏ thì nó cũng rất là nổi bật đó ha, tùy theo cái là các em thích cái loại nào thôi đó, chị thấy cái nào cũng dễ thương hết. Rồi à, hồi nãy còn có một bạn chó con nữa nè mà chị quên. Tiếp theo thì là sẽ là cái vòng tay mà có mấy cái hình này nha. Đó, rất là dễ thương. Và các em nhớ kỹ cái màu bên đây nha. Đó, bây giờ mình lật qua bên đây một cái nè. Đó, nó sẽ thành cái hình khác. Đúng không? Đó, rất là đẹp luôn. Và đây là 4 mẫu dòng mới luôn nè các em. Đó, 4 mẫu dòng mới. Ha. 4 mẫu dòng mới của chúng ta, 5 chứ. Gọi đặt hàng 0937899707 nha các em. Ngoài ra chúng ta còn có một cái sản phẩm nữa nè, kẹp máy nha. Kẹp máy cho bức chân mình và cho búp bê ha. Ở đây một cái như nó thì nó sẽ có là màu cam, màu xanh, màu nâu, màu đen, màu hồng và màu xanh dương ha. Những cái màu rất là thông dụng luôn, và chị nghĩ rằng là chắc là các em đã biết xài rồi đúng không? Chúng ta chỉ cần bóp cái ở trên đây nè thì nó sẽ xòe ra rất là, và kẹp tóc rất là dễ luôn ha, không có bị phải cột tóc rồi rối tóc rồi đó. 7.000 đồng một bịch nha mấy em, loại này là nhựa trong rất là tốt nha, nhiều màu nữa ha. Còn bây giờ thì bye bye nha. Như vậy là chị đã vừa giới thiệu xong những sản phẩm mới của shop chị. Hy vọng rằng các em thích, nếu thích thì hãy nhớ cho một like, chia sẻ với các bạn bè, và gọi đặt hàng thì phải nhớ xin ba mẹ số điện thoại 0937899707. Yeah. Còn bây giờ thì bye bye.